Lại là Mạnh Tiến đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái đèn LED có sử dụng qua app điện thoại, rất là tiện. Đây, thì đây là em nó. Và đặc biệt là cái app này cực kỳ dễ sử dụng luôn. Mọi người chỉ cần tải về là nó sẽ tự động kết nối với cái đèn luôn. Mọi người không có cần phải gọi là bấm kết nối này nọ gì hết á. Đó, vì các bạn là chỉ cần tải cái app này về, nó hỏi cái gì thì đồng ý hết là được. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chỉnh màu cho mọi người xem ha. Đó, dễ chưa? Quá dễ luôn, quá tiện. Rồi còn đây là một số tính năng đổi màu. Đây, tôi nói là quá trời quá đất luôn, nhiều quá trời luôn, lựa mỏi cái tai luôn. Đó, chớp đèn LED nè, chớp màu xanh. Nói chung là nhiều tính năng lắm. Dây của đèn LED thì mình thấy nó là khá chắc chắn luôn. Đằng sau thì nó có thêm một miếng keo nè. Đó, mọi người muốn dán ở đâu đó thì chỉ cần lột ra và dán thôi. Một cái nữa mình khá thích ở cái đèn này đó chính là nó có thể nối hai cái đèn lại với nhau như thế này thôi, không cần rườm rà gì hết, chỉ cần như thế này thôi, quá tiện. Cái này cũng là một cái ăn tiền nữa nè, chớp theo nhạc, đỉnh chưa?